Cho mà anh em nào con ác VIP 11 làm 61 Hiện tại đang sở hữu trong mình 985.000 lực chiến nha Hôm nay không phải là đi review con ác này đâu mà hôm nay sẽ review cái nhân vật Một cái nhân vật khủng khiếp nhất trong con ác này Đó chính là Gyutaro Đây là một nhân vật hệ quỷ và anh em cũng đã biết là con game này thì hệ quỷ nó hiếm đến như thế nào rồi Nhưng mà nó lại nâng lên được Đó là một sao cầu vòng Đây anh em Cao hiện tại thì là đang là sao xanh đúng không? Nhưng mà đây nó lại là sao cầu vòng cơ anh em sau bảy sắc cầu vòng anh em nhé khủng khiếp luôn mà đây còn lại hệ quỷ nữa thì kinh khủng đến như thế nào đây con ác này còn hai hệ quỷ và lại còn một hệ quỷ bốn sao xanh nữa nó dã man còn ngàn luôn Gyotaro hiện tại là một nhân vật hệ quỷ rất mạnh mà mạnh như thế nào thì anh em nhớ xem hết cái video này để mà mình review chi thức và sức mạnh của nhân vật này khi mà chúng ta vào chiến đấu nha rất là cảm ơn chủ ác bạn Vũ Tuấn Phan đã hỗ trợ mình để mà quay cái video ngày hôm nay về nhân vật này với một cái sao cầu vồng như này chúng ta có thể là nâng max level là một là 270 nha. Và hiện tại thì đã nâng cấp được 220 cấp rồi. Lên được 220 cấp anh em phải hiểu là nó tốn XP đến như thế nào, tốn vàng đến như thế nào. Vàng thì nó không là vấn đề nhưng mà XP hiện tại đang thiếu rất nhiều này. Vàng đang có 47 triệu em này. Ok. Và chúng ta có được cái bộ thông số của Giotaro như sau. Tấn công là 44.594 nha. Máu hiện tại là 364.000 thủ 1.400 và tốc độ là 1.300 em sở hữu trong mình 269.000 lực chiến hệ quỷ của anh em đây tất cả đã được lâng hết lên level 3 rồi khổ quá chất luôn để mà nâng lên được một hệ quỷ nữa thì chúng ta một sao của sao cầu vòng nữa nha chúng ta sẽ cần thêm một Giotaro 4 sao đỏ và một cái nhân vật 12 sao tương đương với hai sao xanh quá tốn bộ trang bị chúng ta có một bộ trang bị kích được hệ anh em này hệ quỷ với uh, tấn công 4 sao trang bị đỏ nha level 40 rồi còn lại thì có một cái món trang bị cam cũng kích hệ này có a có cái bộ này xem nào tăng hp 9009 tấn công là 5.600 này crit rate tỷ lệ chí mạng 2.4 phần trăm đây là hai viên ngọc cam nha đây đều là hai viên ngọc tấn công cả được của nó anh em ạ tấn công một nghìn một đây có thêm một cái chỉ số đó là crit chí mạng 17%. phần trăm còn đây chúng ta sẽ có thêm hai cái chỉ số là một cái chỉ số chế nhạo tấn công có 12% phần trăm cơ hội cơ bản để khiêu khích mục tiêu ở một lượt cuối cùng một cái chỉ số khác đó là gây thêm hai phần trăm thiệt hại cho mục tiêu kendo chúng ta sẽ có được một viên sao nào tăng uh, sát thương chí mạng nha một viên tăng sát thương chí mạng mà một viên level 2 là cũng tăng sát thương chí mạng Vậy là chúng ta sẽ có thêm một cái viên nữa Cái viên này thì chúng ta sẽ có được trong suốt cái thời gian chiến đấu này Cứ mất đi 1% HP thì sẽ gây 0,1% sát thương thêm mà Đúng nghĩa mình dịch cho nó chuẩn nhanh em Trong các cái trận chiến cứ mỗi một 1% HP bị mất thì sẽ gây 0,1% thiệt hại 1% sát thương DMG sát thương nha Trang phục hiện tại thì vẫn chưa có anh em ạ Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào bộ chiêu xem là nhân vật này thì chiêu nó sẽ ra sao khi mà chúng ta lên được một sao cầu vồng ta sẽ nâng cấp được full tất cả các cái kỹ năng lên level 3 level 3 là cái level mà hiện tại là cao nhất rồi không còn cái cấp cao nữa và chúng ta phải chờ đợi bạn update tiếp theo để xem là à không để mà nâng lên được max level 5 là chúng ta cần đến 18 sao nha cần đến 18 sao để mà lên được cái level 5 của cái chiêu thứ năm này với cái chiêu đầu tiên chúng ta sẽ có cái chỉ số ở level 3 và cái chiêu này nó sẽ có thêm một cái hiệu ứng nữa là choáng. Tấn công một mục tiêu ngẫu nhiên phía sau và gây 250% thiệt hại. 250% sát thương em nhé. 40% cơ hội choáng hai lượt cuối cùng. Nói chung là cứ địch bị dính cái hiệu ứng xấu nào là chúng ta sẽ có được cái sát thương cộng 20%. Chúng ta sẽ có được cái chiêu thứ hai đó là tấn công cộng 40 này, máu cộng 20% và chí mạng cộng 15% chiêu thứ ba chúng ta cũng sẽ có chỉ số ở cái level 3. Đây là AoE nha, tấn công tất cả các mục tiêu và gây 150% thiệt hại. Mỗi cấp độ của cái hiệu ứng xấu mà mục tiêu bị dính vào, mục tiêu địch bị dính vào thì sẽ bỏ qua thủ bằng 10%, tối đa là 50% em nhé. Và thêm 3% sát thương thực, tối đa đến 15%. Và sẽ không vượt quá cái chỉ số tấn công nhân với 3,5 của anh ta cho mỗi cái mục tiêu. Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em Truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ, cực mượt Để mà anh em có thể là chiến mọi loại game Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha Đấy là cái chiêu thứ ba và chúng ta sẽ có cái chiêu thứ tư. Cái chiêu thứ tư này ở các level 1 và level 2 thì chỉ số nó nó ít thôi anh em. Nhưng mà ở level 3 thì rất là nhiều này. Vào đầu mỗi lượt kích hoạt một trong các cái hiệu ứng sau, tất cả các cái đơn vị đồng minh nhận thêm 80 tốc độ né tránh bản thân cộng 10% giảm tốc độ của hai mục tiêu ngẫu nhiên địch đi 80, giảm 10% độ chính xác của mục tiêu có ATK cao nhất của bên địch nha. Tất cả các cái hiệu ứng thì sẽ kéo dài trong vòng một lượt. Có nghĩa là khi mà chúng ta bắt đầu vào trận này ở mỗi một cái hiệp nha, thì chúng ta có thể là kích hoạt được một trong những cái hiệu ứng ở đây nha. Đấy và nó sẽ kéo dài trong vòng một lượt một trong những thôi anh em nha chứ không phải là tất cả và chúng ta sẽ có cái chiêu cuối cùng đó là cái lội tại HP của 7 phần trăm tấn công của 10 phần trăm tốc độ cộng 15 và chí mạng cộng 3 phần trăm Ok quá khủng khiếp với bộ chiêu thức tổng kết lại chúng ta có chiêu thức gây sát thương khá nhiều chúng ta có chiêu đầu tiên sẽ làm cho kẻ địch bị choáng Ngoài ra là chúng ta sẽ có thêm được một trong những cái hiệu ứng như là tăng tốc độ lên 80 cho tất cả cái đồng minh né tránh của bản thân cộng 10%, giảm tốc độ của mục tiêu đi 80. một mục tiêu ngẫu nhiên đi 80 này, kẻ địch đó anh em nha giảm 10% độ chính xác của mục tiêu có cái tấn công cao nhất. Rất nhiều hiệu ứng, những cái nhân vật nào mà có nhiều hiệu ứng là chúng ta suy ra rằng những nhân vật đó rất mạnh và rất ngon em nha Ở đây nó sẽ có thêm một cái chỉ số nữa. Cái này thì nên được một sao cầu vồng nó sẽ mở nha. Một sao cầu vồng nó sẽ mở này. Đó là tấn công cộng 10% tấn công cộng 10% em nha. Anh em có thể là lựa chọn một trong ba. Anh em có thể là lựa chọn cái HP cộng 6% hay anh em có thể là lựa chọn là tấn công cộng 4%, HP cộng 3% và tốc độ cộng 20. Tùy lựa chọn một trong ba. Nhưng mà với cái nhân vật này nó nghiêng nhiều với sát thương nên chúng ta cộng tấn công lên 10%, nó sẽ tăng cái tấn công của nhân vật này lên rất lớn em ạ. Ở đây có thêm một cái tính năng nữa mà mình không rõ là level bao nhiêu nó mở khi mà chúng ta có thể là nâng cấp từng cái hệ một và ta sẽ nghiêng nhiều cái hệ quỷ ở đây. Mắc HP là HP tối đa cộng 1% và tấn công cộng 1%. Nó cũng sẽ tăng thêm cái chỉ số là HP và tấn công ở đây nha, HP là mươi, tấn công là 111. Búp vào cho hệ quỷ. Ở đây chúng ta sẽ review duy nhất về hệ quỷ. Đấy, chứ còn những cái hệ khác thì mình sẽ review sau. À, ra xem cái phần rank cho con ác này hiện tại đang đứng top bao nhiêu. Ác đứng top 1 nha. Top dưới là 926.000 lực chiến. Tí nữa PK với cái top 2 xem nào. À, top 2 chúng ta phải add friend nữa nha. Có nghĩa là muốn PK là chúng ta phải add friend. À, bây giờ chúng ta hãy cùng đi chiến đấu nha. Để mà xem tháp của con ác này đã leo lên, lên là tháp bao nhiêu rồi. À, tháp này chúng ta đã leo lên được à, tầng 386 em nhá Chiến đấu thử xem nào. À, mình cũng chưa sẽ À, rồi. Tốc của nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nó sẽ là tốc cao nhất và nó sẽ đánh trước nha. Vẫn chưa xả ultimate. Ôi, con ác này nó, nó búp ghê anh em ạ anh em có thể thấy là cái chỉ số búp ở trên uh, phía trên thì có các nhân vật rất nhiều nha đây xem nào, ở đây có cái phần búp này à đây từ từ đã AOE này chúng ta có lượng sát thương đó là 400.000 400.000 anh em nha không nhìn nhầm đâu đó chính là 400.000 đó chúng ta có thổ này crit rate này tỷ lệ chí mạng này ở đây chúng ta có thêm một cái chỉ số nữa này 40% HP khi HP dưới 40% hồi phục với 25% HP khi bị giết. À có nghĩa là hồi sinh anh em ạ. Chỉ có một cái hiệu ứng có thể được kích hoạt mỗi trận và không thể thanh trừng, không thể phá hủy à. À cái này nó là hồi sinh. Trận này nó biết có qua được hay không nhỉ? Tầng này hình như nó bị đứng rồi hay sao ấy. À em mà nó gây đến 400.000 sát thương. Mình phải tăng tốc lên thôi, đánh hơi chậm. À ở đây có, có cái uh, búp được cái né của nhân vật nữa này. 300 nghìn, 320 mấy nghìn đấy. Hai hệ quỷ đang gánh tim. Và tí nữa chúng ta xem là cái lượng sát thương gây ra của nhân vật nào là cao nhất. Cũng 163 nghìn đấy. Thực sự là cái tầng này nó rất căng em nhé. Lần lượt các cái nhân vật của chúng ta đang bị nằm xuống. Trận này thì không thể nào win nổi rồi. Ok. Hãy cùng xem cái chỉ số sát thương gây ra là 1 triệu 7 Ok, hồi máu được 165.000 Nhận 639.000 sát thương Rồi, ok Bây giờ thì đi đi uh, PK xem sao nha Có biết là cái top 2 đã đồng ý kết bạn chưa Nếu mà top 2 đồng ý kết bạn thì nó có thể là PK được Chưa chưa anh em ạ PK với cái top 2 đi Cái top 2 thì lực chiến nó tranh quá nhiều lên à Xem thì chắc là cũng không có gì hot cho lắm chờ là aoe thôi là bên địch nó đi hết mất thôi xong rồi bốn trăm bốn tám nghìn phát aoe nên là đi hết rồi ok rồi nó lệch quá nhiều lực chiến như vậy làm sao mà thắng nổi hay là làm sao mà có được những cái trận chiến nó, hấp dẫn được anh em mong là top 2 kết bạn quá để mà pk tí nhỉ Có ghê top 2 cũng vip 10 Ồ, oh, căng quá. Kio ở đây lên được một sao cầu vồng rồi. Thôi, vậy thôi anh em nha. Mình cũng đã review khá là chi tiết về cái nhân vật chính của ngày hôm nay. Đó là Gyotaro. Một cái nhân vật sở hữu một sao cầu vồng. Cấp 220 rồi. Quá kinh khủng với cái chỉ số và sát thương gây ra. Hiện tại thì video cũng đã khá là dài rồi. Và mình cũng xin phép dừng tại đây thôi. Một lần nữa thì rất là cảm ơn bạn Vũ Tuấn Phan đã hỗ trợ mình con ác này để mà quay cái video ngày hôm nay nếu mà anh em thấy video của mình có hay và hữu ích thì nhớ ấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo nha. còn bây giờ thì tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Bye bye.